Thì sẽ chia sẻ cho các bạn là về cái phần cơ chế, tức là giúp cho cái chiếc ghế nó ngả ra giống như là một chiếc giường nằm. Khi mà Ngọc Gia Ban sẽ ấn vào cái vị trí là ngả cái lưng ghế ra, thì ở đây cái phần lưng ghế này, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong video ngày hôm trước, Ngọc Gia Ban đã giới thiệu cho các bạn mẫu ghế massage nội địa Nhật phiên bản đầu tiên được tích hợp tính năng con lăn đa nóng đến từ thương hiệu Panasonic, đó chính là phiên bản EPMA70. Mẫu ghế được ra mắt vào năm 2010-2012, thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, thiết kế cho tới tính năng. Và tiếp tục trong ngày hôm nay, cùng với sự thay đổi từ về ngoại hình, thiết kế, tính năng và cùng với tầm phân khúc giá trên 30 triệu đồng, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái mẫu ghế AS960 của thương hiệu Furuyoki. Nhắc tới Furuyoki, đây là một trong những cái thương hiệu chuyên sản xuất về các thiết bị, sản phẩm chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, đây là cái thương hiệu hình thành nên chiếc ghế massage đầu tiên ở trên thế giới vào năm 1954 cho tới nay. Và tiếp tục đi sâu hơn vào chiếc ghế AS960, đây là một trong những cái mẫu ghế được Furuyoki tung ra mắt vào năm 2013, vào hồi mùng 1 tháng 8. Và cho tới tháng 10, khi mà mẫu ghế này nó ra mắt được 2 tháng thì nhận được giải thưởng thiết kế tốt, và cũng như là nhân cái dịp kỷ niệm 60 năm khi mà hình thành cái thương hiệu. Và ngay sau đây thì Ngọc Gia Ban sẽ đi chi tiết hơn cho các bạn về cái phiên bản AS960 này, nó có sự thay đổi như thế nào về ngoại hình, tính năng, cho tới là cái sự lựa chọn nên lựa chọn dòng MA70 hay là lựa chọn AS960 của Furuyoki. Đầu tiên thì về ngoại hình của AS960, đây là một trong những cái mẫu ghế về thiết kế nó vẫn giữ lại được cái form dáng thon, gọn, trường và dài ghế giống như là cái thương hiệu Furuyoki nó vẫn sản xuất cho tới nay từ những phiên bản cao cấp như là ASR2200. Và cùng với cái cơ chế thay đổi nhất đó chính là về cái cơ chế ngả ra mà không bị với tay, tức là cái chiếc ghế này nó có cái hệ cơ chế trượt ngả giúp cho chiếc ghế nó ngả ra sâu hơn giống như là một chiếc giường nằm. Lát nữa thì Ngọc Gia Ban sẽ nhờ một bạn nhân viên, bạn ấy ngồi lên để có thể chia sẻ chi tiết sâu hơn cho các bạn về cái tính năng này và cũng như là bộ động cơ ở bên trong. Cùng với về ngoại hình thì về phần da của chiếc ghế AS960, nó sử dụng một lớp da khi mà chúng ta nhìn ấy thì trông nó sẽ khá là cổ và trông nó hơi cũ một chút. Nhưng mà với cái chất da này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì là qua quá trình là gần 10 năm mà cái chất da này nó vẫn còn tồn tại và cũng như là nó còn rất là đẹp. Hầu như là nó không có các cái dấu hiệu bong chóc từ những phần nót lưng này hay là những phần gối, người Nhật họ hay ngồi và tì vào. Đặc biệt là các cái phần vai nó hay bóp ra. Phần vai của chiếc ghế AS960 thì nó sẽ làm bằng hai lớp túi khí và nó sẽ có một lớp nhỏ, một lớp to để nó ấn sâu hơn, nực vào bả vai. Tiếp theo thì tới phần tay. Phần tay của chiếc ghế này thì chúng ta chỉ việc đặt vào thôi và nó có thiết kế khá là hở. Đặc biệt hơn thì phần tay của chiếc ghế này nó còn có thêm cái cơ chế đó chính là sưởi ấm hồng ngoại kết hợp với các hệ thống túi khí từ bàn tay cho tới là hệ thống cánh tay dưới. Cùng với cái cơ chế của phần bóp tay và cũng như là hệ cơ chế cái con lăn, thì ở đây dòng AS960 nó có thêm các cái túi khí ở phần hông này, phần nườn này, đây phần nườn, phần eo và cũng như là phần hông ở đây, để nó đưa ra những cái bài tập kéo giãn vận mình rất là hay. Và phần chân của chiếc ghế AS960, ở đây thì phần chân theo như Ngọc Gia Ban đánh giá thì về cái thiết kế của nó, form nó khá là rộng nên là vừa thêm với những người có form mẫu to, đặc biệt là phần chân cũng sẽ dài hơn một chút. Và ngoài ra thì ở phần mu bàn chân nó sẽ có hệ thống túi khí bi bấm huyệt ở lòng bàn chân kết hợp với hệ thống sưởi ấm hồng ngoại. Tiếp theo thì Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là về hệ thống bảng điều khiển. Ở đây thì với hệ thống bảng điều khiển của AS960 thì nó giống với cái mẫu form trước là AS850. Nhưng mà ở đây thì nó có thêm cái hệ thống sưởi ấm hồng ngoại ở đây này, rồi kết hợp với bài kéo giãn tổng hợp này. Và cùng với đó thì các cái bài tập nó sẽ có cơ chế màu. Ví dụ như là màu hồng thì sẽ là bài toàn thân, màu cam sẽ là bài cổ vai gáy, màu xanh lá thì sẽ là bài nâng eo nườn, màu xanh dương sẽ là bài kéo giãn, còn ở dưới sẽ là các bài tập mẫu. Ngoài các bài tập tự động toàn thân thì nó có thêm các bài bài tự lựa chọn bằng thủ công, ví dụ như là bài về phần cơ và cũng như là bài về phần túi khí. Ở đây thì sẽ chia sẻ chi tiết sâu hơn cho các bạn, đó chính là nó có thêm
Một cái bài đặc trưng nữa đó chính là bài 30 phút. Đây cũng chính là phiên bản đầu tiên trong dòng ghế massage nội địa Nhật nói chung, cũng như là của thương hiệu Furioki nói riêng. Nó được tích hợp cái bài tập theo cơ chế là 30 phút. Ngay sau đây thì Ngọc Giao Ban sẽ nhờ một bạn nhân viên, bạn ấy ngồi lên cái chiếc ghế này để có thể là chia sẻ sâu hơn, chi tiết cho các bạn về cái cơ chế trượt ngã và cũng như là về cái hệ thống bài tập 30 phút. Với hệ thống bài tập 30 phút và cũng như là về cái cơ chế của bài này, thì ở chiếc ghế nó đã sử dụng được cái cơ chế là massage bằng 4D. Tức là ở phiên bản này thì về cái hệ thống cái con ăn của nó vẫn hoạt động dựa trên cái hệ thống là hai con ăn. Nhưng mà ở đây thì với cái cơ chế cái con ăn khi mà nó hoạt động ấy, thì nó sẽ hoạt động dựa trên cơ chế 4D mà nó không phải dựa trên cơ chế 3D như của phiên bản MA70. Thì nát nữa sẽ đi sâu hơn vào cho các bạn cái cơ chế là 4D. Ở đây thì sẽ chia sẻ cho các bạn là về cái phần cơ chế, tức là giúp cho cái chiếc ghế nó ngả ra giống như là một chiếc giường nằm. Khi mà Ngọc Giao Ban sẽ ấn vào cái vị trí là ngả cái lưng ghế ra, thì ở đây cái phần lưng ghế này, đấy, nó sẽ dần nó hạ xuống. Và cũng như là về cái tư thế của bạn nhân viên của Ngọc Giao Ban khi mà ngồi trên ghế này, hầu như là với một chiếc ghế này, cái cơ thể của bạn ấy khi mà bạn ấy nằm ra này, hầu như là nó không có những cái đoạn cong giống như là một người đang nằm ở trên giường, nhưng mà vẫn được massage theo cơ chế từ các túi khí ở phần chân này cho tới là các hệ thống cái con ăn ở phần lưng. Đây, phần túi khí ở phần chân nó bóp này, nó rất là căng này, rồi là kể cả ở phần bắp chân này, đấy, nó bóp rất là chi tiết và cũng như là rất là khít. Cái nực của dòng Furioki thì nó chuyên sâu, bởi vì là hai con ăn của nó sẽ đi trực tiếp vào những cái vị trí huyệt đạo. Ở trên này thì nó sẽ hiển thị các hệ thống, ví dụ như là thời gian còn lại của bài tập này, rồi là về hệ thống sưởi ấm hồng ngoại này. Và ở đây thì Ngọc Giao Ban sẽ nâng cái chiếc ghế này lên để có thể chia sẻ chi tiết sâu hơn cho các bạn về cái cơ chế 4D nó có khác gì so với cái cơ chế 3D của thương hiệu Panasonic và cũng như là của phiên bản MA70, để chúng ta có cái sự lựa chọn hơn. Về tổng trọng lượng của chiếc ghế thì nó sẽ là rơi vào tầm 94 đến 95 kg, tức là nó gần một tạ. Và ở đây chính là cái cơ chế hoạt động cũng như bộ động cơ của chiếc ghế IS960 ngày hôm nay. Nó hoạt động khác biệt hoàn toàn so với phiên bản MA70 của thương hiệu Panasonic. Đầu tiên thì cùng so sánh về cái bộ motor. Đối với motor của Furioki thì nó sẽ sử dụng là 4 motor. Cái dòng motor này thì nó sẽ nhỏ hơn cái dòng motor của thương hiệu Panasonic. Nhưng mà về số lượng của nó thì nó vẫn là 4 motor. Nhưng mà về cái số lượng cái con ăn thì ở đây nó sẽ sử dụng là hai cái con ăn. Và hai con ăn này thì nó không có kết hợp thêm cái cơ chế đá nóng, bởi vì dòng Furioki thì nó sẽ sử dụng chuyên về cái tấm sửa nhiệt hồng ngoại. Còn về cái cơ chế hoạt động của phiên bản IS960, nó có sự khác biệt hoàn toàn so với MA70 ở điểm như thế này. Đối với MA70, nó sẽ hoạt động dựa trên cơ chế là 3D, tức là cái con ăn nó sẽ chỉ hoạt động theo cái phương châm massage từ việc di chuyển 4 cái con ăn đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào và sang trái, sang phải. Nhưng ở phiên bản IS960 này, nó sẽ sử dụng theo cái cơ chế 4D, tức là vừa kết hợp theo hệ cơ chế chuyển động của cái con ăn là 3D, cùng với đó là cái hệ cơ chế thời gian. Ở phiên bản IS960 này, nó hoàn toàn nó có thể điều chỉnh được cái con ăn từ hoạt động chậm rãi này. Đây, như các bạn có thể thấy nhá, hai cái con ăn nó di chuyển nó sẽ rất là từ từ, và cũng như là nó làm việc nó rất là chậm rãi để cho người sử dụng cảm giác được cái độ chuyên sâu hơn. Đặc biệt hơn thì cái dòng Furioki nó là dòng chuyên về trị liệu vật lý, nên là ở đây, đây ví dụ như là hai con ăn nó đang hoạt động này, nó vừa mở ra này, rồi nó thu hẹp vào này, nó nhấn sâu từng các cái vị trí huyệt đạo, nó sẽ rất là chậm. Ngoài kết hợp các cái động tác chậm như vậy, nó còn làm được các cái động tác nhanh và vừa, tức là ở đây nó sẽ hoạt động vừa trên cơ chế 3D, cùng với đó là cái con ăn nó sẽ điều chỉnh thêm thời gian. Và ở đây thời gian của nó thì nó vừa có thể hoạt động chậm rãi, nó vừa có thể hoạt động nhanh, và nó vừa có thể hoạt động ở mức vừa phải, để tạo ra được những cái động tác massage và cũng như là những cái nực nó khác nhau. Chính vì điều như vậy nên là cái thương hiệu Furioki nó sẽ là cái thương hiệu được mệnh danh là chuyên sâu về trị liệu vật lý. Và khi mà nó chuyển sang cái động tác đấm này, đấy, nó sẽ rất là sâu hơn và cũng như là cái động tác nó sẽ nhanh hơn một chút. Đây, cái cơ chế nó dần dần nó chuyển từ chậm này, đấy, sau đó là nó sẽ chuyển sang nhanh. Và cái điều mà chúng ta nhìn thấy được ở đây đó chính là về cái hệ cơ chế cái dây cura nó chạy này, đấy, rồi là các cái bánh răng này, đấy, nó vặn, nó xoay liên tục. Và khi mà nó chuyển lên cổ này, đấy, nó sẽ hoạt động với cái phần cổ nó từ từ hơn,
Và chính vì cái điều như vậy nên là khi mà bạn nhân viên của Ngọc Giao Ban bạn ấy ngồi thì ở cái phần cổ này nó sẽ được sâu hơn rất là nhiều, và cái con ăn ấn nó sẽ từ từ nó chậm rãi hơn. Thì đấy chính là cái phiên bản IS960, một trong những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật của thương hiệu Furiroki. Nó thay đổi hoàn toàn từ về ngoại hình, thiết kế, đặc biệt là cũng như là cái phiên bản này nhận được giải thưởng vào năm 2013. Cùng với đó là một cái cơ chế rất là hay, cơ chế trượt ngã, mà ở những phiên bản đời cao cấp như là IS2000 hay là IS2100 không có được cái cơ chế như vậy. Trong video ngày hôm nay thì Ngọc Giao Ban đã giới thiệu cho các bạn một trong những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật thuộc tầm phân khúc giá cùng với phiên bản MA70 là trên 30 triệu đồng. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với Ngọc Giao Ban qua số điện thoại 097 494 5555.